Công chúa ếch. Ngày xưa ngày xưa, trong một cung điện nguy nga tráng lệ, có một cô công chúa rất kiêu căng và hợm hĩnh, hay quát mắng mọi người, nên cho dù cô xinh đẹp nhưng chẳng có ai dám ở gần bên cô cả. Một hôm khi cô đang đi dạo trên đường thì có một bà lão ăn mày đến xin cô bố thí ít đồng để ăn cơm. Cô chẳng những không cho mà còn la mắng và sai quân hầu đuổi bà lão đi. Nhưng không may cho cô, bà lão đó chính là bà tiên nhân hậu được lệnh trời sai xuống. Khi bị xua đuổi, bà tiên liền biến mình trở lại như trước và nói với công chúa kiêu ngạo kia: "Từ nay ta sẽ biến mi thành con ếch xấu xí để mọi người xa lánh coi mi có còn kiêu căng hống hách nữa hay không. Chỉ khi nào mi thật sự hối cải ăn năn, có tấm lòng yêu thương muôn loài và có người thương mi thật lòng thì mi sẽ được trở lại thành người." Vừa nói xong, cô công chúa lập tức bị biến thành ếch, khiến cho quân hầu và mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Cô gái ếch đau khổ vì bị mọi người xa lánh, cô rất ân hận vì những điều mà cô đã làm. Từ đó, cô quyết tâm sửa đổi. Ngày ngày cô bắt sâu trên lá cây, đêm đêm cô bắt muỗi, mong ước sao những việc nhỏ của mình làm có thể bù đắp phần nào lỗi lầm của mình trước đó. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, thấm thoát đã 2 năm, việc làm của nàng đã được báo đáp. Một ngày kia, có chàng hoàng tử ở xứ sở khác, khi đi ngang đường, thấy một con ếch nhỏ chạy nhảy để xua đuổi loài kiến đang tìm cách phá hoại cây cỏ. Chàng đưa tay đến và nói: "Mi là một con ếch đáng yêu, ta thích mi lắm." Chàng hoàng tử vừa nói dứt lời, bỗng nhiên phép màu xuất hiện. Trên bầu trời có một luồng sáng chiếu thẳng xuống ếch, cô công chúa ếch đã trở lại thành người. Trước mặt hoàng tử bây giờ là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt sáng ngời hiền hậu. Lúc đầu, chàng hoàng tử hơi ngạc nhiên, về sau khi biết rõ mọi chuyện, chàng càng yêu thương nàng hơn. Rồi một ngày kia, chàng hoàng tử đưa công chúa đến gặp vua cha của mình. Hoàng tử nói: "Con xin phép vua cha cho con được lấy cô công chúa ở nước láng giềng này làm vợ." Nhà vua hân hoan đồng ý. Ngài đi xuống bệ rồng, đưa tay đỡ công chúa và hoàng tử đứng dậy và ban lệnh cho các triều thần chọn ngày tốt để tổ chức lễ cưới.